Xin chào tất cả anh em, chào mừng em quay trở lại cái video tiếp theo của mình. Thì là mình đây, cú tí tài xỉu em ơi, đến hẹn lại lên anh em. Hoặc là cái này số 4 mình là 44 mét rưỡi anh em ạ. Tiếp tục lên đầu tư kiếm lãi ở cổng game VB77 anh em ơi. Và hôm nay thì mình sẽ chiến đấu bên con bàn tài xỉu xích bò này anh em ơi. À, tiện đấy thì mình sẽ chia sẻ cho anh em gọi là cách bắt cầu tài xỉu xích bò auto có lãi nha ở cổng game VB77 anh em ơi. Và thông thường đây anh em ơi, cái dây sau cái dây cầu bạc thì nó đi dừng hai tay thì mình nghĩ tay vẫn có thể bắt được với con tài anh em ơi, vẫn có thể bắt được với con tài. Tay đầu tiên làm nhẹ nhàng tay gọi là 3,5 mét anh em ơi, kết luôn tay đầu tiên là 3,5 mét nào. Cái tiếng đầu tiên của em này nào, đúng rồi, lụm luôn con tài 11 anh em ơi. Rực rỡ luôn con tài 11 anh em ạ. Vào cái tay đầu tiên thì mình cực kỳ là kết luôn anh em ạ. Cực kỳ là kết. Thì tại vì tay này thì có thể nó sẽ ra bệt, nó là cầu 22 thì mình đều vẫn gọi là bú đúng không? Kể cả nó ra bệt thì vẫn bú. Thì tiếng này mình tiếp tục mình quất quả tài tiếp nha em ơi. Cái tay đầu tiên thì vào cái tiếng to gọi là lụm cái tiếng đầu tiên quả 3,5 mét khá là ok là anh em ạ. Lụm quả 3,5 mét khá là ok là cái ca này rồi, gọi là lụm luôn cái tiếng đầu tiên vào nghe cái tiếng kết anh em ạ. Thì cái tiếng này mình sẽ lót quả bão nha em ơi, lót quả bão này, lót con 14 này và thêm cái này 1,1 mét này nào. Để xem gọi là tiếng này thì liệu có ổn áp không đây anh em ơi. Ôi rồi, gãy mất con xỉu 10 anh em ạ. Gãy mất phải con xỉu 10 rồi. Nhưng mà không sao, không sao, không sao anh em ạ. Và lụm được cái tiếng đầu tiên rất là nét rồi. Lụm được cái tiếng đầu tiên 3 củ mượt mà của 3,5 mét. Lụm có 3,5 mét cái tiếng đầu tiên. Thì thông thường thì sau cái dây cầu bẹt, nếu mà nó ra tiếng bẹt tiếp thì nó sẽ đi bẹt rất là dài. Và nếu mà ra cầu 22 thì mình nghĩ nó sẽ đi cực kỳ là khuôn luôn anh em ạ. Ra cầu 22 nó đi cực kỳ là khuôn. Thì tiếng này thì làm nhẹ tay 1,5 mét này, 1,5 mét và tiếng này mình sẽ lót con bão này, lót con xỉu 8, xỉu 9 này anh em ạ, lót con xỉu 8, xỉu 9. Thì để xem gọi là tiếng này thì liệu mình có húp được không nhá, gọi là anh em cùng đón xem nha bây. Nào, tiếng 2, 1,5 mét này, đúng rồi, gọi là lụm con xỉu 10 này, má đánh xỉu 8, xỉu 9 với xỉu 10 anh em ạ, mong sao. Vẫn gọi là lụm nha anh em ơi, vẫn gọi là lụm. Thì cái tiếng này thì nó đã ra, mình đã bảo nha anh em, mình đã bảo là sau những cái dây cầu bẹt thì cầu nó sẽ đi rất là khuôn. Và cái tính này thì nó đang đi vào 22 anh em ạ, 22 tiếp tục theo cái dây cầu 22 thôi anh em. Tiếp tục theo cái dây cầu 22, tên này làm tên 1 mét này, lót một lốp bão này. Và tên này mình sẽ lại lót tiếp con 14 anh em ạ. Thì xem gọi là cái tiếng gọi là tiếng 1 mét này thì liệu mình có lụm được nữa không nhá. Thì anh em cùng đón xem nha mày. À, tiếng 1 mét này không biết là liệu có lụm lúa không đây. Ây giời, lại gãy tiếp rồi anh em ạ. Gãy luôn về con xỉu 9 ạ. Cái đấy nhở, kép 10 và xỉu 9, kép 10 đáng lẽ phải lên tầm tài 12, 13 mới hợp lý. Cái kép 10 và xỉu 9 khoai thật đấy. Thì anh em nhìn này, đằng trước là xỉu 9 lên tài, hầu như xỉu 9 toàn lên tài. Thì tiếng này thì mình nhẹ nhàng thế này, 1 mét này, 1 mét, còn này đánh đúng 1 mét con tài thôi, là không lót cái gì nữa ông nhà anh em ơi, không lót cái gì. Không, tháng thì vẫn phải lót anh em ạ. Vẫn phải lót quả bão đi. 1,4 mét con tài này. Vẫn lót quả bão này. Thì mình nghĩ gọi là trong cái trường hợp đỏ ra quả bão thì lại húp thôi. Nào. Cái tiếng 1,4 mét này thì liệu lụm đây. Đúng rồi, húp con tài 11 anh em ơi. Vẫn húp con tài 11 này, mượt mà luôn. Lên luôn tài 11, rất là ok la luôn anh em ạ. Rất là ok là luôn. Con 11 này, 11 và 10 này. 11 và 10. Đằng trước đó này. 11 và 9 này. 11 hầu như về xỉu rất là nhiều anh em ạ. Nhưng mà tay này thì khả năng cao mình sẽ bắt quả 11 đứng nha mọi. Tay này không kết cho lắm. Nhưng nhẹ nhàng tay gọi là hai lốp thôi anh em ạ. Nhẹ nhàng tay này hai lốp con tài thôi. Là giờ thì cũng có lãi rồi thì mình sẽ đi nhẹ nhàng lại để bảo toàn số lãi anh em ơi, không tham nhé, nhẹ nhàng lại để bảo toàn số lãi cái nào. Lộn nào, đúng rồi, vẫn hút còn 14 anh em ạ, vẫn hút còn 14. Ban nãy thì chị gọi là đánh 14 liên tỏi không ra, bây giờ bỏ 14 cái lại ra cái đấy nhỉ, mà không sao đâu anh em ạ, không sao không sao không sao, vẫn có lời là vẫn ok la ngay anh em ạ, vẫn có lời là vẫn ok la ngay. Thì tiếng này thì mình tên này khả năng cao mình sẽ bắt về con xỉu nhà mày, bắt là con xỉu hai lốp này, lót quả bão này nhà mày, đi tay hai lốp và lót quả bão.
Giờ thì sẽ đi nhẹ nhàng lại nha mày, đi nhẹ nhàng lại để bảo toàn số lãi cái, không tham nha mày, riêng đã chơi bộ môn này tuyệt đối không tham. Quả là giờ cái này chắc chắn là mình sẽ có lãi rồi, bây giờ mình sẽ đi nhẹ nhàng lại để bảo toàn số lãi thôi. Nào, đúng rồi, hũ con xỉu năm anh em ạ, lụ lúa luôn xỉu năm. Giờ ấy cứ đi nhẹ nhàng lại để gọi là bảo toàn số lãi thôi anh em ơi, bảo toàn số lãi. Thì cái này nó xuống xỉu năm thì con xỉu năm là con xỉu rất là thấp, thấp thì anh em cũng gọi là cũng biết cách chơi của mình rồi. Xỉu thấp thì auto bắt tài, mà tài to thì auto bắt xỉu. Thì tiếng này thì mình sẽ gọi là hai lốt con tài tiếp và vẫn sẽ lót bão nha mày, lót cái này vẫn lót bão hai lốt mốt này, bonus thêm gọi là hai lốt mốt này, cái này chắc chắn là sẽ có lãi rồi. Thế thôi nào, cái tiếng gọi là hai lốt mốt này thì liệu có hú không đây? Mình tự tin con này nó phải lên tầm 16, 17 đấy. Úi, má lên lại xuống rồi, con xỉu 10 thế này. Để xuống đã xỉu 10 á. Cái nhà. Không sao anh em ạ, không sao. Với cái tiếng này thì mình sẽ xin phép anh em là mình sẽ vào nốt tiếng cuối nha mày, vào nốt tiếng cuối. Và tiếng cuối này ăn hay thua mình đều nghỉ nha mày, ăn hay thua đều nghỉ. Tiếp tục phải còn tài ba lốt. Và tiếng cuối này ăn hay thua mình đều nghỉ nha anh em. Gọi là thế thôi, mỗi ngày gọi là cái cả cái tiếng này gãy thì mình cũng sẽ chốt lại rồi ba củ anh em ạ, chốt lại rồi ba củ thì cũng quá là ok la rồi, quá là ok la trong một ngày rồi. À, những ba lốt này liệu có lụ không đây? Là anh em cùng đón xem nha mày. Không biết thì liệu có mút không đây, mút 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 lụm nào. À, nó xuống dạng xỉu 6 anh em ạ, cái này có vẻ đen đen này thôi, có vẻ đen thì cũng chuồn thôi anh em ạ, chuồn thôi, hút ba củ rồi anh em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào cái video tiếp theo.